Tôi xin ngài cúi nhìn mà xem. Vì thương người quá mà đã hy sinh. Khi anh nghe tiếng cầu cứu của ba cô gái sắp chìm, anh vội vàng bơi tới để cứu mạng. Lạy Chúa sao ngài lỡ gọi anh đi, để bao người khóc vì tiếc thương anh. Khi anh đã là người tốt, dẫu bao nguy hiểm đang chờ, nhưng vậy mà anh có đâu sợ. Cuộc sống anh đang còn bao ước mơ, chỉ muốn đi chơi cho ngày mai tốt thôi. Nhưng nay thì hết rồi, anh trao niềm vui tới bao nhiêu người, thế nhưng anh thì. Lạy Chúa xin ngài chúc lành cho anh, để anh về với miền đất yêu thương, quên đi những ngày trần thế, để vui hạnh phúc nước trời, để mọi người cảm thấy an lòng. Lạy Chúa xin ngài cúi nhìn mà xem. Vì thương người quá mà đã hy sinh. Khi anh nghe tiếng cầu cứu của ba cô gái sắp chìm, anh vội vàng bơi tới để cứu mạng. Lạy Chúa sao ngài lỡ gọi anh đi, để bao người khóc vì tiếc thương anh. Khi anh đã là người tốt, dẫu bao nguy hiểm đang chờ, nhưng vậy mà anh có đâu sợ. Cuộc sống anh đang còn bao ước mơ, chỉ muốn đi chơi cho ngày mai tốt thôi. Nhưng nay thì hết rồi, anh trao niềm vui tới biết bao nhiêu người, thế nhưng anh thì. Lạy Chúa xin ngài chúc lành cho anh, để anh về với miền đất yêu thương, quên đi những ngày trần thế, để vui hạnh phúc nước trời, để mọi người cảm thấy an lòng. Quên đi những ngày trần thế, để vui hạnh phúc nước trời, để mọi người cảm thấy an lòng. Vâng, xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã lắng nghe. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ động lực cho thằng bé Vlog
để ngày càng có những cái bài nhạc chế hay hơn nữa để dành tặng cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.